nay em có táo mèo nhé. Táo mèo nhà em này. Đây là táo mèo tại Lai Châu này. Đây. Hàng này hàng xô nhé. Hơi lóa một tí. Đây hàng này hàng xô này, tức là quả bé quả to là sẽ như thế này đây. Đây. Táo mèo này rất là tốt cho những người mà bị tiểu đường nhá, đường ruột này, rồi là những người mà mỡ máu ấy. Đây. Ai mà muốn giảm mỡ máu uống cái này rất là tốt này. Còn đây là hàng chọn nhá. Hàng chọn đây, các bác nhìn này. Hàng chọn này quả đều tăm tắp này, 10 quả như 10, 10 miếng như 10 luôn này. Đấy, đây, em để đây so sánh để cho các bác nhìn rõ này. Hai cái này. Đây. Đây đây. Đây, một bên là hàng này là hàng bốc xô này. Còn đây là hàng chọn này. Đấy, các bác nhìn thấy cho nó dễ này. Bác nào mà muốn ngâm rượu táo mèo khô nhá thì liên hệ với em. Em để số điện thoại ở dưới, có gì các bác cứ nhắn tin trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp cho em nhé. Này, em ship mọi miền luôn. Đấy. Cái này ngâm rượu uống rất là tốt này, rất là tốt cho đường ruột này. Riêng cái đường ruột của cái thằng táo mèo này rất là tốt này. Đấy. Còn bây giờ hiện tại thì chưa đến cái mùa của quả tươi. Chắc phải tầm đôi ba tháng nữa mới đến mùa của quả tươi, thì lúc đấy quả tươi thì gửi đi xa thì nó sẽ có hiện tượng là dập và nó hơi bị úng ủng một chút, nên là em không mấy khi em gửi hàng tươi, chủ yếu của em chủ yếu là hàng khô này, vừa đi gửi đi nó vừa đảm bảo mà về mọi người ngâm nó cũng rất là ngon, lên màu rất là đẹp luôn, lên màu sẽ màu vàng cánh gián như cái màu của quả táo mèo luôn ấy. Đây này. Đây hàng chọn nhá. Em cho bác xem hàng chọn rất là đẹp luôn này. Bác nào thích táo mèo thì liên hệ em nhé.